Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bà Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị hầu tòa sau hơn 500 ngày tạm giam. Hàng loạt giáo viên xin nghỉ việc, giám đốc Sở lên tiếng. Cháy ở căn hộ chung cư tại Hà Long, người dân tháo chạy trong đêm. Nổ súng trong đêm, một cảnh sát và hai người dân bị thương. Mỹ, Trung Quốc kêu gọi duy trì ổn định quan hệ song phương. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 18 giờ hôm nay. Thông tin ghi nhận từ báo Dân Việt cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, công tác tại Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và các đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Bà Nguyễn Phương Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp, livestream qua mạng Internet để xâm phạm bí mật đời tư, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ, tổ chức và các cá nhân. Tính đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt tạm giam khoảng 545 ngày kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Ngoài việc bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Hằng cũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sau khi xác minh, làm rõ 6 đơn thư tố giác tội phạm của bà Đặng Thị Hằng Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Theo thông tin từ Vietnamnet, theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, hơn 40.000 giáo viên mầm non, phổ thông bỏ việc. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng lương thấp, chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, địa phương có 127 giáo viên xin nghỉ công tác giảng dạy. Trước đó, trong năm 2022, toàn tỉnh có 81 trường hợp giáo viên nghỉ việc. Ông chia sẻ, thực trạng này khiến những người làm quản lý rất áy náy. Với những trường thuộc quản lý của sở, sau khi hiệu trưởng làm tờ trình gửi phòng tổ chức cán bộ, ông trực tiếp mời giáo viên có ý định xin nghỉ việc lên gặp trao đổi trực tiếp, nắm bắt tâm tư. Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, về lâu dài, sở đang có chủ trương rà soát lại những giáo viên thuộc diện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi dạy xa nhà. Nếu họ có nguyện vọng, chúng tôi sẽ luân chuyển để có thể dạy gần nhà, giảm bớt áp lực. Vào đêm 18 tháng 9 tại một chung cư ở phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ cháy ở một căn hộ khiến khói mù mịt lan khắp hành lang của chung cư. Thông tin từ báo Lao động. Cụ thể, một hộ gia đình sinh sống tại tầng 11 đã bị cháy hệ thống hút mùi ở khu bếp. Theo đó, khói từ vụ cháy đã lan ra hành lang. Khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy của chung cư, nhiều người dân hốt hoảng chạy xuống tầng 1 và thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt để hỗ trợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng an ninh của chung cư đã nhanh chóng dập được ngọn lửa. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo báo Người Lao động, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến sáng 19 tháng 9, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị, theo dõi sức khỏe cho 27 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trong số này, trường hợp nặng nhất là thiếu tá biên phòng NVC, tên viết tắt, công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng, hiện điều trị tại Trung tâm Hồi sức Tích cực. Tình trạng vẫn nặng, hiện tiếp tục thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện. Phó Giáo sư Cơ cho biết, các chuyên gia của bệnh viện theo dõi chặt, hội chẩn hàng ngày để tìm ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Các bác sĩ vẫn tích cực chăm sóc hô hấp, rửa phổi hàng ngày. Ngoài ra, các bác sĩ cũng hội chẩn đánh giá di chứng thần kinh, nhận thức của bệnh nhân sau ngộ độc khí CO nặng. Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuyền, 34 tuổi ngụ An Giang, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2020, do việc kinh doanh thua lỗ, nên Tuyền đã vay mượn của nhiều người để tiêu xài và chơi số đề với hy vọng sẽ thắng bạc có tiền trả nợ. Khoảng tháng 3 năm 2022, do thua bạc và không có khả năng trả nợ, Tuyền nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tuyền nói bà NTKH, tên viết tắt, rằng Tuyền mới mua một thửa đất ở thành phố Cần Thơ giá 700 triệu đồng, đã đặt cọc 400 triệu đồng, số còn lại vay, nhưng ngân hàng giải ngân không kịp. Do đó, Tuyền mượn giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của bà H để đưa cho
chủ đất làm tin. Sau đó, Tuyền đem hồ sơ giả đến cầm cho ông PTB, tên viết tắt, lấy 800 triệu đồng, lãi suất 3% một tháng và thỏa thuận trong thời hạn 30 ngày sẽ trả vốn lẫn lãi. Đến thời hạn trả nợ, ông B không thấy Tuyền đến trả vốn và lãi và chuộc lại giấy tờ nhà nên đến gặp cho bà H biết căn nhà của bà H đang được Tuyền mua lại, đồng thời giấy tờ nhà bà H đang cầm. Sau khi xem hợp đồng giả, bà H và ông B đã làm đơn tố giác đến công an. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ đối với Trần Xuân Tân, 45 tuổi để xử lý hành vi gây thương tích. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, cụ thể khuya ngày 14 tháng 9, tại căn nhà ở khu phố 3, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xảy ra mâu thuẫn gia đình. Trần Xuân Tân đã xô sát với anh ruột là Trần Xuân Hải, 58 tuổi. Lúc này, Tân lấy từ trong nhà một hung khí tự chế tấn công anh ruột gây thương tích. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân qua tổng đài, cảnh sát 113 công an Đồng Nai đã nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng Trần Xuân Tân cùng hung khí, đồng thời phối hợp với người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin từ VN Express, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Chí Cường, 54 tuổi, cựu giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa về tội tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến năm 2020, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa thực hiện đề tài khoa học, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất thực phẩm theo hướng Việt Gáp gắn với giáo dục dạy nghề tại cơ sở cai nghiện số 1 Thanh Hóa và dự án xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung từ đá mạt, cát và nguyên liệu có sẵn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện đề án trên, ông Lê Chí Cường với vai trò là giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa đã chỉ đạo Đỗ Thị Dung là kế toán trường, kế toán dự án, lập khống hồ sơ chứng từ chi công lao động thuê ngoài với số tiền 907 triệu đồng để đưa cho Lê Chí Cường sử dụng cá nhân. Ngày 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ một vụ nổ súng khiến một chiến sĩ công an phường Hải Hòa và hai người dân bị thương. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 17 tháng 9 tại tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, ghi nhận từ báo người lao động. Vào thời điểm trên, Nguyễn Phan Tê, tên viết tắt, sinh năm 1978, cùng Hồ Văn S, tên viết tắt, sinh năm 1993, đã tới nhà anh Nguyễn Văn H, tên viết tắt, sinh năm 1997 và Nguyễn Văn L, tên viết tắt, sinh năm 1990, ở phố Trung Chính để gây sự. Nhận được tin báo, ông Tống Anh Nhân, trưởng công an phường Hải Hòa và một số cán bộ công an đã đến để ngăn chặn, yêu cầu các đối tượng giải tán. Tuy nhiên lúc này, anh Nguyễn Văn C, tên viết tắt, sinh năm 1988, là anh trai của ông H và L, xông đến tấn công Nguyễn Phan T. Bất ngờ có 4 đến 5 tiếng súng nổ làm chiến sĩ công an bị thương, anh L và anh C cũng bị tấn công. Rất may, những người có mặt cùng nạn nhân đã khống chế Nguyễn Phan Tê và lấy được hung khí. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngày 18 tháng 9, Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xác minh, làm rõ đối tượng Võ Định Nha, 28 tuổi và Huỳnh Đức Thành, 23 tuổi, cùng tạm trú thành phố Đà Nẵng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào các shipper. Thông tin từ Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào tối 15 tháng 9, anh NVT, tên viết tắt là shipper nhận chuyển đơn hàng từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Phước Lan. Khi đến địa điểm nhận hàng, một thanh niên từ trong nhà đi ra, tay mang theo một túi ni lông. Khi đưa hàng, người thanh niên trên yêu cầu anh T trả trước số tiền 4,1 triệu đồng và nói rằng sau khi giao hàng thì người nhận hàng sẽ trả cho anh T số tiền trên. Khi đến địa điểm giao hàng, anh T liên hệ người nhận thì không liên lạc được. Anh T mở các hộp hàng, hóa ra phát hiện bị lừa và trình báo công an. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Ghi nhận thông tin từ báo Dân Việt, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NTL, tên viết tắt 17 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An về hành vi điều khiển xe mô tô chạy một bánh đối với xe hai bánh, buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô, chạy ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50cm khối, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ sở hữu xe mô tô trên, cha ruột của L về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, tổng tiền phạt là 9 triệu 400 nghìn đồng.
Trước đó, L đã rủ một người bạn lên cầu Bảo Định thuộc tuyến đường Vành Đai, thành phố Tân An, quay phim biểu diễn xe mô tô buông cả hai tay chạy một bánh để đăng mạng xã hội nhằm câu like, câu view. Công an thành phố Tân An sau đó đã mời L đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, L thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Theo thông tin từ Vietnam Plus, sáng ngày 19 tháng 9, một trận động đất có độ lớn ban đầu là 5,5 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở miền đông bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, trận động đất này không tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sóng thần. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào lúc 4 giờ 33 phút sáng theo giờ địa phương, mạnh cấp 4 trên thang cường độ địa chất gồm 7 cấp của Nhật Bản tại khu vực thuộc Iwate, Miyagi và Fukushima. Chấn tiêu nằm ở độ sâu 60 km trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyagi. Cơ quan này cho hay không có dấu hiệu bất thường nào được ghi nhận tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa thuộc tỉnh Miyagi. Đây là một trận động đất thứ hai trong 2 ngày qua tại Nhật Bản. Trước đó, ngày 18 tháng 9, một trận động đất có độ lớn 6,3 độ đã xảy ra ở khu vực cách thành phố Hirara, tỉnh Okinawa của Nhật Bản khoảng 180 km về phía bắc. Ghi nhận thông tin từ báo Dân Trí, ngày 18 tháng 9, Ukraine đã miễn nhiệm 6 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đáng chú ý trong danh sách này có bà Hanna Malia, là người thường xuyên thông tin về tình hình chiến sự Ukraine. Theo hãng tin của Reuters, chính phủ Ukraine không đưa ra lý do miễn nhiệm những quan chức này, nhưng những động thái như vậy thường xảy ra sau khi bổ nhiệm một bộ trưởng mới. Sau thông báo này, báo Ukrainska Pravda Ukraine dẫn lời các nguồn tin trong chính phủ cho biết tất cả các quan chức này đã từ chức theo yêu cầu của tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Trên Facebook, ông Umerov viết rằng quá trình khởi động lại Bộ Quốc phòng đã bắt đầu và Bộ vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Báo VTC News đưa tin, theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã gặp nhau bên lề kỳ họp 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ và bày tỏ hy vọng về sự ổn định hơn trong quan hệ song phương. Tại cuộc gặp, ông Blinken cho biết ông tin tưởng vào ngoại giao trực tiếp để giải quyết những bất đồng trong quan hệ hai nước. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng thế giới mong đợi Mỹ-Trung quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm, nhấn mạnh rằng Mỹ cam kết thực hiện điều đó. Về phía Trung Quốc, ông Hàn lưu ý quan hệ Mỹ-Trung đang gặp nhiều khó khăn và thách thức. Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ nỗ lực thực hiện đồng thuận của lãnh đạo hai nước và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định. Theo ông Hàn Chính, thế giới cần mối quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh và ổn định. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Mỹ mà còn cho cả thế giới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!